Đầu tiên á là tôi phát tâm xây ngôi chùa Tánh Linh, và hơn một năm rưỡi để mà biết được một cái sự thật thì không phải là chuyện đơn giản. Và đến đây để mong giáo hội một điều duy nhất là cái ngôi chùa đó tôi phát tâm trên toàn ý xây dựng để phục vụ cho Bá Thánh, và tôi đề nghị là sẽ không giao ông Hoàng Yên và gia đình ổng để làm quản lý ngôi chùa đó, để mà trục lợi tại ngôi chùa đó. Và danh tiếng tất cả mọi thứ của ông Võ Hoàng Yên để mà trục lợi sau này với những người sẽ tiếp tục chắc ngã như tôi. Cho nên cái chùa đó tôi xây, tôi yêu cầu giao cho người khác quản lý, chứ tôi không bao giờ mà mong muốn gia đình ông Võ Hoàng Yên và ông Võ Hoàng Yên giữ ngôi chùa đó để mà phục vụ tiếp cho Bá Thánh. Đó là điều tôi mong muốn thật sự trong lòng tôi, là đó điều quan trọng nhất, không để tiếp tục cho ông mà thực hiện được những cái gì mà ông đã từng tạo ra tại đó, mà để mà trở thành một cái sự lâu dài cho Bá Thánh tiếp tục. Đó là cái điều tôi mong muốn nhất. Còn mọi sai lầm đúng sai sẽ có mỗi cơ quan thứ ba sẽ giải quyết đúng sai, ai đúng ai sai. Vì bản thân tôi cũng là những người nổi tiếng, ông Yên cũng vậy, cho nên phải có một cái đơn vị thứ ba biết đúng hay sai. Cho dù tôi có sai nhưng tôi không bao giờ muốn người khác tiếp tục sai lầm như chúng tôi. Chúng tôi mà còn bị sai thì những người dân bình thường là chắc chắn là không thể nào chịu đựng được, vì họ quá tinh vi, quá cao thủ. Mà tinh vi cao thủ đến cái sức mà tôi sụp đổ hoàn toàn. Và hôm nay tôi dừng ở đây để cho anh Dũng sẽ phát biểu hết những cái gì anh Dũng đã tiếp xúc với ông Võ Hoàng Yên.